Rất là nhiều người hỏi chị nhiều câu hỏi mà chị không có kịp trả lời. Thì bây giờ chị trả lời thêm cho mấy đứa. Có người nói, có nhiều đứa nhắn tin cho chị gần đây á, sau khi chị có đăng một cái bài nói về ông Hồ Chí Minh, thì nhiều người đã unfriend chị và nói rằng tại sao chị lại xúc phạm ông Hồ Chí Minh. Thật sự các em nghĩ đi, nếu như ông Hồ Chí Minh là một người tốt thì Bác Hồ của các em mà là một người tốt, một người dẫn dắt đảng đi đúng đường để là đem lại sự phồn vinh cho đất nước thì Mã sẽ rất là tôn trọng, không bao giờ nó xấu ổng. Nhưng mà thật sự sự thật không phải là như vậy. Những gì các em học ở trong trường nó hoàn toàn nó khác hẳn với là cái thực tế và lịch sử. Tại bên Việt Nam đã viết sai lại lịch sử để mà dạy các em nhồi sọ trong trường học, cho nên các em không có biết sự thật là như thế nào. Cho nên đó là cái điều mà Mã muốn chia sẻ. Và khi mà viết cái bài ra giống như vậy á, thì các em cảm thấy bực mình, nói rằng tại sao chị Mã lại nói bác như vậy, nói bác như là kia. Đúng rồi, con trai của chị ở trong quân đội Hoa Kỳ, đúng rồi. Cho nên á, hôm nay chị có một cái bài này chị muốn chia sẻ, chị muốn đọc lại cho các em hiểu lý do tại sao đứa nào chưa có thông, chưa có hiểu được thì có thể lên trên Google để mà tìm thêm. Đang ở trong văn phòng Yến Trương, Mã đang ngồi trong văn phòng của Mã đây. Mã khóa cửa phòng rồi, cho nên không có ai vào được hết đó, yên tâm đi. Chỗ này văn phòng, chỗ này gian sư của Mã thôi, không có sao đâu. Đứa nào tới thì phải gõ cửa. Ok. Ý của Mã nói, mà có một chút xíu về cái thông tin về về ông Hồ, Mã sẽ đọc cho các anh chị em nghe để mà hiểu rằng tại sao Mã bức xúc, tại sao Mã lại lên tiếng nói mà có vẻ có người nói rằng là Mã không có tôn trọng người đã quá cố. Cái người quá cố mà cái người có công cống hiến cho đất nước mình thì khác, còn có người mà bán đứng đất nước của mình thì mình còn có một cái thái độ chính trị, mình không có phản biện, mình nói ok tôi về tôi ở trong nước tôi không thể nào nói được, tôi nói vậy tôi bị bắt. Bây giờ các anh chị em ở trong nước, các anh chị em không nói sợ bị bắt thì người ngoài nước nói có ảnh hưởng gì được đâu, đúng không? Cho nên cái này là cái cuộc sống của các anh chị em, các anh chị em phải tự chọn cho mình cái con đường nào là con đường đúng. Ok, như là Mã nói, ông Nguyễn Tất Thành tức là ông Hồ Chí Minh, sau khi ông ra nước ngoài năm 1911 thì ông có tên là Trần Dân Tiên. Trần Dân Tiên ông tự viết sách để ca ngợi về chính bản thân của ông. Tên Nguyễn Ái Quốc cũng hay lắm nhưng mà ông bỏ, ông lấy tên là Lý Thụy để mà ông kết hôn với bà Tăng Tuyết Minh. Những cái sự thật đó là Mã nói, hoàn toàn có sách nói chứ không phải là Mã nói. Ông Hồ Chủ tịch đó đi đâu, ở nơi nào cũng có bóng dáng của người đàn bà trong suốt cuộc đời hoạt động của ông. Khi ông ở Paris, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư tỏ tình với cô Bonin vào ngày 10 tháng 5 năm 1923, và ngày 11 tháng 6 năm 1923 cô Bonin đã tự cự tuyệt mối tình của Nguyễn Ái Quốc. Sau đó qua Moscow thì ở đó nhà cầm quyền Liên Xô đã cung cấp cho Nguyễn Ái Quốc một cô vợ. Đó là tất cả những sự thật. Khi ông tới Quảng Châu, Trung Hoa, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Lý Thụy để kết hôn với là một phụ nữ có tên là Tăng Tuyết Minh. Người đó là người Trung Hoa. Vào tháng 10 năm 1926, khi đó sau đó hai người chia tay khi chiến tranh Trung Cộng bùng nổ vào ngày 12 tháng 4 năm 1927, và Lý Thụy đã đi Vũ Hán rồi đến Thượng Hải. Mà có nói nhanh quá thì mấy người nói chậm, nói ra viết cho để mà nói chậm lại nha. Khi ông tới Thượng Hải, cảnh sát Hồng Kông bắt ông Lý Thụy vào ngày 6 tháng 6 năm 1931 tại Cửu Long, gần Hồng Kông, thì ông đang sống với một người phụ nữ khác cũng là người Trung Hoa có tên là Linh Sam. Khi ông đến Vân Nam năm 1940 thì tướng Lung Sung đã tìm cho ông một nhân tình khác cũng là người Tàu. Trong khi đó, từ năm 1930 ở Hồng Kông, Lý Thụy dạy chính trị cho Nguyễn Thị Minh Khai. Sau đó hai người trở thành vợ chồng và sống công khai tới năm 1935. Năm 1941, ông Hồ Chí Minh về hoạt động ở vùng Bắc Bó, Cao Bằng. Ở đây ông sống với bà Đỗ Thị Lạc, bí danh là chị Thuần, và sanh được một bé gái. Năm 1954, ông Hồ đi về Hà Nội. Lúc này ông khoảng chừng 65 tuổi thì được Nông Thị Xuân về chăm sóc ông Hồ. Nông Thị Xuân lúc này chỉ khoảng chừng là 22 tuổi, khá là xinh đẹp. Sau đó Nông Thị Xuân đã sanh được một con trai đặt tên là Nguyễn Tất Trung. Sau khi bà Xuân bị ông Hồ sa thải thì bà bị ông viên bộ trưởng của công an Hà Nội tên là Trần Quốc Hoàng hiếp dâm và thủ tiêu một cách tàn bạo. Lúc này đảng còn muốn đưa cô Nguyễn Thị Phương Mai về làm vợ của ông Hồ Chí Minh. Cô Phương Mai đòi công khai hóa cái chuyện quan hệ giữa hai người và cô đã bị từ chối, cho nên cô rút lui. Năm 1959, Hồ Chí Minh nói riêng với Đào Chú là ông muốn tái hôn với một người vợ Quảng Đông.
Khi ông dùng tới cái chữ tái hôn có nghĩa là ông đã có vợ rồi, bây giờ ông muốn cưới một người vợ nữa mới là gọi chữ tái hôn đúng không? Ok, đà chú rất hưởng ứng vấn đề này, nhưng Thủ tướng Trung Quốc là Chu Ân Lai không cho kiểm duyệt vì ông muốn bảo vệ hình tượng của Hồ Chí Minh trong lòng người dân lúc bấy giờ. Đó là một cái sự mà xảo trá man rợ mà cố tình che giấu cái sự thật về đời sống của ông Hồ. Khi ông Hồ Chí Minh muốn tái hôn với người phụ nữ Quảng Châu thì đã không thành, thì có nghĩa là ông Hồ đã tự thú ông kết hôn. Khi ông Nông Đức Mạnh, bí thư đảng ủy viên Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, được bầu làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng tại đại hội 6 Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12 năm 1986, thì đã có dự luận rằng cho rằng ông Mạnh là con rơi của ông Hồ Chí Minh, được một gia đình người Tày nuôi nấng. Như thế huyền thoại của thứ ba về ông Hồ Chí Minh bị thiến để giữ trinh tiết, hy sinh cuộc sống cá nhân, độc thân để toàn tâm toàn ý lo việc nước là một chuyện bí mật giấu đầu lòi đuôi. Ông không hề giống như vậy, ông không có phải là trinh tiết, ông không có phải là sống mà hy sinh bản thân của mình để mà cống hiến tất cả mọi thứ sinh hoạt cá nhân để mà có một cuộc sống giống như là thánh vậy, mà được mọi người phải tuyên dương, phải tôn thờ ông giống như vậy. Người phàm thì cứ sống theo kiểu người phàm, tại sao lại phải tự vẽ ra cho mình một cái hình ảnh quá là thần tượng như vậy mà thật sự mình không có, để mà mị dân chi vậy? Cho nên mà mới nói có vợ thì có vợ, nam cưới vợ, nữ lấy chồng, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà bản thân Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản trước sau là luôn che đậy sự việc này để lừa bịp nhân dân Việt Nam và dư luận thế giới. Cuộc đời của người là một tấm gương chói lọi của chủ nghĩa và anh hùng cách mạng, của tinh thần đoàn kết, của đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm, liêm chính, chính công vô tư. Trang 160 của cuốn sách kia đã nói giống như vậy á. Thì các bạn nghĩ đi, các bạn nghĩ cái câu nói đó, cuộc đời của người là một tấm gương chói lọi của một chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần đoàn kết, của đạo đức giản dị, khiêm tốn, cần kiệm, liêm chính, chính công vô tư. Tất cả những cái điều đó nó hoàn toàn là sai sự thật hết. Tại vì ông đâu có khiêm chính đâu, ông đâu có tinh thần đoàn kết, ông lúc nào cũng muốn chia sẻ, muốn bán đứng đất nước của mình cho Trung Quốc, thì làm sao có được cái sự đoàn kết ở trong đó? Không lẽ đoàn kết người Việt của mình với lại người Trung Quốc đó là sự đoàn kết hả? Như vậy á, bán nước công khai giống như vậy á, tấm gương chói lọi của chủ nghĩa và anh hùng cách mạng. Ông khiêm tốn hả? Ông khiêm tốn mà ông chết, mà một người á, người ta chỉ cần á 6 cái miếng gỗ thôi là có thể chôn được một cái xác người rồi. Ông dành nguyên một cái biệt thự, nguyên một cái dinh, mua một cái chỗ mà ba đình giống như vậy mà nói là ông sống khiêm tốn. Ông chết ông cũng xài tiền của người dân nữa, bắt biết bao nhiêu người đứng đó canh chừng ông ngày qua đêm. Mà trong di chúc của ổng nói là khi ổng chết là phải chôn ổng. Tại sao người của Đảng Cộng sản Việt Nam không làm theo di chúc của Bác Hồ? Tại sao không chôn ổng đi mà để đó ổng nằm đó để mà xài tiền của nhân dân? Cần kiệm liêm chính càng không đúng nữa. Cần kiệm ở chỗ nào? Xài tiền thuế của người dân về gọi là cần kiệm đó hả? Chí công vô tư. Đâu có chí công vô tư đâu ta. Thấy người dân làm cái gì đúng cũng trở thành sai. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam làm cái gì sai cũng trở thành là rút kinh nghiệm. Thì cái nó sao gọi là chí công vô tư? Cho nên người dân của Việt Nam của mình là phải có trách nhiệm để mà vạch trần tội ác và phơi bày sự giả dối ấy cho người dân và thế giới cùng nghe, để tránh làm đường sai lối dẫn đất nước Việt Nam đến hồi diệt vong và sắp biến Việt Nam thành một Tây Tạng thứ hai trên đất nước này. Hồi đó tụi mình đi học ở trong trường cứ nghe nói về ông Hồ Chí Minh như thế này, ông Hồ Chí Minh như thế kia, nhưng mà tụi mình đâu có ai biết sự thật như thế nào, đúng không? Sau này mình có Google, mình có Internet, mình có rất là nhiều thứ để mà mình tham khảo về thông tin. Tại sao mình không tự mở mang kiến thức của mình? Tại sao mình không đi tìm cái sự thật phía sau đó là cái gì? Để mà mình biết, để mà mình dạy dỗ lại cho con em của mình ở sau này. Đi vô trường học, học toàn là cái chuyện gì đâu không mà. Thầy cô, nghĩ đi, cái ngành giáo dục của mình bị gì à? Có phải là bị Trung Quốc nó nhiễm tới một cái mức độ giống như vậy không? Cô giáo thì thiếu đường, muốn đi làm gái, đi làm điếm hết rồi. Còn hiệu trưởng á, thì hiếp dâm luôn cả cô giáo. Trẻ em học thì học cái gì, học ra đường đánh lộn với nhau. Không có bao giờ thấy mà về thưa cha thưa mẹ hay là yêu thương anh chị em trong gia đình với nhau. Cái hướng đạo sinh hồi xưa của mình đi học có hướng đạo sinh rất là tốt, dạy con người cách sống, cách tự lập, how to become a good person, một cái con người có đạo đức. Nhưng mà sau này Đảng Cộng sản Việt Nam không có cho hướng đạo sinh sinh hoạt ở bên Việt Nam nữa, tại vì nó sợ nhất là những cái sự đoàn kết. Nó nói sống là phải đoàn kết, nhưng mà thật sự nó rất là sợ tụi mình đoàn kết, nó sợ tụi mình tụ tập. Cho nên ai mà có tụ tập lại là nó bắt liền.
Hồi nãy giờ mà nói hoài á, cái tóc này là do tại vì tắm nó chưa có khô cho nên không có kịp cuốn cho nên nó như vậy á. Người dân của mình á, ở bên Việt Nam người nào cũng biết, người nào cũng hiểu những cái điều mà nói là đúng, nhưng mà tại vì mình quá là sợ hãi, mình cứ cho rằng khi mà mình nói ra như vậy á thì mình sẽ bị cái này, mình sẽ bị bắt, mình sẽ bị tù tội, mình sẽ cái kia, cho nên mình không có dám nói. Mà khi mình không có dám nói, mình cứ để như vậy riết nó cảm thấy là một cái sự bình thường. Cho nên mà khuyên các anh chị em không thể nào mà lên trên Facebook nói được, tại nó sẽ khóa tài khoản, nó sẽ đi tìm mình để mà làm khó làm dễ công ăn việc làm của mình này kia. Ok, vậy mình rỉ tai cho nhau nghe đi, mình có nhiều cách nhiều kiểu, mình chia sẻ với nhau, mình inbox cho nhau nghe, mình chia sẻ những cái thông tin, những cái điều thật. Mình sống ở trên đời á, mình chỉ sợ nói dối thôi chứ không nên sợ nói thật. Nếu như nói thật mà phải chết, cái đó cũng là một cái chết vinh dự, một cái chết vinh hạnh. Sau này mình không có phải là để lại cái tai tiếng con cháu của mình nó phải đau lòng. Nó nghĩ rằng ồ, cha mẹ của mình, anh chị em của mình, những người đó hồi kia sống không có đạo đức. Không có, chị Mãi đang ở bên Mỹ. Nguyễn Ngọc Sơn, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn mọi người đã nghe Mã nói. Hồi nãy là Mã bức xúc quá, Mã tức quá, tại có mấy người nói rằng á, là Mã đấu tranh cho cái gì, Mã có quyền gì để mà Mã nói, tại sao là không có quyền nói. Mã đang thực hiện cái quyền của Mã là cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền Mã cần nói những cái gì mà Mã muốn nói. Và khi mà Mã nói, Mã sẽ nói những cái gì các anh chị em cần nghe chứ không phải là các anh chị em muốn nghe. Cho nên các anh chị em cảm thấy bực mình có đúng không? Thì cứ bực mình đi đâu có sao đâu, ảnh hưởng cuộc sống của mấy người chứ không phải ảnh hưởng Mã đâu. Mã sẽ nói nữa. Cảm ơn nhiều. Sorry, tại vì giống như Mã nói, tại cái chỗ này cái ánh sáng nó hơi bị chói, nhưng mà các anh chị em chịu khó theo dõi, mà cảm ơn rất là nhiều. Đồng thời những cái tin nhắn vừa qua, trong những ngày qua, những cái tin nhắn sắp tới, những cái lời bình luận lúc nào cũng cổ vũ Mã, để Mã thấy được rằng anh em của mình ở trong nước không có phải vô cảm. Nhiều người nói rằng họ vô cảm quá, người Việt của mình vô cảm quá. Mã thì nghĩ ngược lại, một số anh em của mình không phải là vô cảm, mà họ đang chờ đợi một cái gì đó để họ có cái cơ hội họ sẽ bộc lộ. Tại vì rất rất là nhiều người nhắn tin cho Mã nói rằng chị ơi, em sẵn sàng rồi, em sẵn sàng làm tất cả những cái gì mà để thay đổi được cái đất nước này, để giúp cho người dân của mình. Thì Mã thấy cái tinh thần đoàn kết, cái tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái đất nước này còn rất là mạnh. Tinh thần dân tộc của mấy người rất là tốt. Mã cảm ơn, lúc nào cũng yêu thương Mã, ủng hộ Mã, nhắn tin để mà cho Mã thêm sức, thêm lửa, thêm chí khí, thêm ý chí là đúng hơn, chứ không phải là chí khí, thêm ý chí để mà Mã dám nói lên sự thật, dám nói chia sẻ những cái thông tin mà Mã biết đến cho các anh chị em ở trong nước. Có mấy người trong nước, mấy người không có biết được nhiều vì bị bức thông tin, bị phải vượt tường lửa để coi được những cái thông tin ở bên ngoài, người ta chiếu đầy, người ta coi đầy trang mạng xã hội rất là nhiều, nhưng mà nhiều anh chị em không có coi được. Cho nên đừng có nghĩ rằng tôi sống ở trong nước này cái gì tôi cũng biết hết á, chị sống ở ngoài nước sao chị biết. Nhưng mà thật sự phải nghĩ là ngược lại đó, Mã ở ngoài nước cho nên Mã biết được nhiều hơn những người trong nước. Nhiều người nói tại sao Mã giỏi quá vậy, sao thông tin ở trong nước mà không biết, mà ở ngoài rồi mà biết hết trơn. Thì đó 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 là lý do, tại vì bên này không có bị bính bức thông tin. Có làm sao nói vậy à, có sao nói vậy người ơi. Bé Phượng đi học rồi em ơi. Anh Phú Gia Hồ, đúng rồi, hôm qua sinh nhật hôm nay đã bực mình. Thay đổi à, bực mình là tại vì mấy người không có cho em nói, em thích nói không cho em nói, cho nên ngồi đêm nói hoài tới sáng luôn, không cho mấy người ngủ luôn. Oh my gosh, cái gì đó Yến Trường. Ok, thôi được rồi, nói vậy thôi, để cho mấy người ngủ nghỉ chứ, không lẽ ngồi nói hoài tới sáng thì sao. Mãi bên đây thì ban ngày thì không có sao, nhưng mà các anh chị em ở bên Việt Nam cần phải đi ngủ. Lần này mà chúc cho mấy người đi ngủ thiệt, không có phá mấy người nữa. Bây giờ nghe nói là ở những người mà làm trong đảng á, thì tất cả những người dân gần gần sống ở đó đã bị bắt đi học tiếng Trung Quốc hết rồi. Và hôm qua Mã có nhận được rất là nhiều tin nhắn, nhưng mà Mã sẽ thâu ghi âm lại cái audio đó để cho các anh chị em chính thức nghe được cái lời nói của cái người mà chia sẻ cho Mã, chứ không phải là bây giờ Mã ngồi đây Mã kể đó thì mấy người nói là Mã dựng chuyện lên Mã nói, nhưng mà Mã sẽ thâu lại cái audio, ok, để cho các anh chị em nghe trực diện là cái người đang sống ở trong nước chia sẻ những cái lời nói đó.
mà mình nghe được mình là người Việt, mình thấy đau đớn, mình thấy căm phẫn như thế nào khi người Việt của mình đang bị người Trung Quốc vào tới đất nước của mình hành hạ và đánh đập mình, bắt mình làm nô lệ ngay trong nước của mình. Mà những người đó họ không thể nào họ làm gì được, tại họ nói cái chỗ của họ là cái số số người kia là số thiểu số, sống rất là ít, rất là nhỏ. Và bây giờ ở cái vùng chỗ đó Trung Quốc đã đạt tràn lan ra ngoài đó hết trơn rồi, vẫn đang ăn hiếp người dân của mình ở đó, mà người dân của mình lên tiếng thì nhà cầm quyền lại binh vực cái tụi Trung Quốc đó. Cho nên đó là một chuyện mà hết sức vô lý mà mình cần phải giải quyết vấn đề nội bộ ở trong nước của mình. Ok, mà cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Bây giờ đi ngủ ngoan nha, không có phá nữa. À, cảm ơn mọi người nhiều đã theo dõi mã.